Chào cả nhà, hôm nay chia sẻ với cả nhà những cây xương rồng tai thỏ. Đây là những cây xương rồng tai thỏ nha. Những cây xương rồng tai thỏ này nếu ai mà có tìm hiểu thì cũng biết ha. Thì cây ngoài là mình trồng trang trí sân vườn cho nó đẹp. Bên cạnh đó thì cái lá này nè, mình có thể nấu canh ăn ha, xào hoặc là làm gỏi. Lá xương rồng tai thỏ này mình ăn thì bên cạnh cái vị ngon thì nó còn là có công dụng trị một số bệnh nữa. Nếu ai muốn biết kỹ thông tin hơn thì có thể tự tìm hiểu thêm trên mạng ha. Ở đây là những cây xương rồng đang cho bông và trái. Cái hoa nó cũng rất là xinh cả nhà. Những cái lá xương rồng tai thỏ này thì hầu như là không có gai. Đó, mình trồng nhìn rất là dễ thương. Rồi nha, thích thì nhớ liên hệ với số điện thoại bên dưới ha, để biết thông tin về giá cả.